Tối hôm qua đi làm việc, khuya sáng mới thức dậy giờ đang chuẩn bị đi làm tiếp. À, thấy anh có vẻ hơi bị mệt. Thì đi làm đêm ngày nữa. Cuối tháng này là xong rồi, cuối tháng này là được về bên chính phủ rồi, giờ khỏe rồi. À vậy Còn có là ôi, hôm đó khi hôm mà nay mình ở bên đó có lạnh hay sao mà thấy mặc áo khoác vậy đấy. đúng rồi, bên Bắc Cali buổi sáng cũng lạnh chứ. À vậy. Bắc Cali buổi sáng lạnh bởi vì là với lại cái đầu nó mình già đó, cái đầu nó cũng yếu đó, nên phải đội nón cối cho nó khỏe. Đang đi đi mua đang đi ra ngoài mấy tiệm mua phụ tùng, mua mấy cái đồ công việc ở nhà không, về đồ xây dựng cho thợ làm á. Rồi mình bên đây mình có công ty xây dựng mà mình nhớ. À rồi anh. Mình là chủ thầu ở này mà. À. Tại vì ai nói gì tâm nhỏ nói là xuống sắc ha, đúng rồi, tại vì bị mấy người ở Việt Nam á chửi mà nói mình bậy bạ, mình cũ tối nhiều khi đi làm về ngủ không được, nhiều khi đánh mình bực lắm, đánh mình lạ lắm. Chuyện gì mà mình không làm mà người ta đặt điều cho người ta nói mình khó chịu lắm. Chào mọi người nha. Nói chung là bây giờ vậy nó trên cái mạng cộng đồng thì có những cái thành phần họ không thể gọi là kiềm chế cái cảm xúc của mình. Đôi lúc nó họ nói những cái từ ngữ thực ra thì thôi anh đã hiểu rồi thì đừng để bụng làm gì, cũng giống như không phải là hiểu như không hiểu, nhưng mà cái mình nói cho mình chán ngán ai, mình nói thiệt cái mình từ một thằng con nít đi qua Mỹ này cũng chả có ai, gia đình ba thì mất sớm, mẹ thì cũng bước thêm một bước nữa rồi cũng chả lo ai lo cho mình lo từ nhỏ lớn, bản thân mình nhỏ lớn mình qua Mỹ là mình ăn học rồi mình lớn lên rồi mình đi phục vụ với đất nước Mỹ, cho tới bây giờ mình cũng lập nghiệp ra, mình có vợ có con rồi, con mình năm nay cũng 31 tuổi rồi, mình làm ông nội rồi chứ đâu phải là con nít đâu. Nhưng mà nhiều khi mình không có giờ mà mình cái nước Mỹ này ai cũng phải làm việc được hết, nhưng mà mình có muốn một tay để xây dựng. Mình không có nói là mình yêu nước hay là yêu đảng hay gì hết, mình chỉ là thấy những người dân này nọ mà đâm ra là cái chuyện nhỏ nó đè bẻ ra lớn, cái chuyện personal của mọi người thì đừng có dính dáng, đừng có lôi mình vô trong là mình không thích rồi, mình cứ bỏ tên mình vô là mình thấy mình bực mình, hiểu không? Còn mấy người mà nói này nữa nọ thì mình không biết họ thì mình cũng không để tâm tới đâu. Còn này là mình những người mình biết nên mình cảm thấy mình buồn thôi, bạn hiểu không? Yeah. Mình bực mình thôi. Còn mấy ông nội bên này tối ngày cứ đi chống khóa được cái gì nữa, mấy ông ơi mệt quá. Bên nước tự do mấy ông làm thôi. Thì bởi vì em mới nói là bây giờ tự do rồi đúng không? Cuộc sống này cũng có rồi. Mỹ nó đã về Việt Nam rồi, không để mình giải thích cho. Mỹ đã về Việt Nam. Chào Yến. Anh mới vậy. Mình nói cho mấy ông chống cộng nè, mình nói cho mấy bạn nghe nè. Ok này coi như là bên này Mỹ đã về Việt Nam, Mỹ mang máy bay, Mỹ mang vũ khí về Việt Nam rồi, còn gọi là cộng sản gì nữa không? Ngó lại kỹ đi, Mỹ đã mang vũ khí tặng cho Việt Nam cho cộng sản, nghĩ là còn cái gì nữa, rồi Mỹ mang máy bay, bán máy bay cho Việt Nam, máy bay chiến đấu luôn, F-18, F-15, F-16 gì có đầy, rồi Mỹ tặng những cái equipment để upgrade lên cho mấy cái xe tăng, trở thành mấy xe tăng địch đó, cho Việt Nam đó, nhìn kỹ lại đi, cứ tối ngày cái này nọ, còn cái chính quyền thì từ từ, muốn sửa đổi thì cũng phải từ từ sửa đổi. Hiện bây giờ mình nói là thật trong lòng mình là mấy bạn, mấy ông mà tôi gọi, mấy người gọi mấy ông là bao que đó, thì tôi cũng gọi theo là bao que thôi, chứ tôi chả biết gọi thêm cái gì đó. Chính quyền nó đang thay đổi từ từ. Bây giờ có chửi tôi bưng bô cũng nữa, đi nữa tôi cũng nói chính quyền nó đang thay đổi từ từ. Mấy bạn có thấy đúng không? Từ Vũ Nhôm nè, Vũ Nhôm nè, của ông cha gì Bình Đức Xuân Thanh nè, cái Trịnh cũng phải từ từ, nè. Và Trịnh Xuân Thanh, đó từ từ,
người ta đã bắt hết, có những đòi đám của cái ông gì nữa, bầu kiên cái gì cũng vậy, từ từ chứ không phải là muốn dọn dẹp một cái bãi rác là phải cần nhiều tay giúp đỡ với nhau, mà mấy ông cũng muốn cái đùng một cái là thay đổi liền sao được. Còn so sánh mấy ông so sánh với nước của chúng ta đang ở bên này là nước Mỹ, chúng ta là nước của chúng ta đang ở bên này, nước Mỹ đã xây dựng 300 năm nay rồi, mà mấy nước Mỹ là một nước gọi là đi trên thế giới là lúc nào cũng mạnh hết, làm sao mà bì được với lại nước Mỹ được, đúng không? Dạ, mấy đúng mình ở bên này, mấy bạn bao quen nghe nè, mình ở bên này thì cái gì mình bước ra ngoài đường cũng có máy móc hết, cũng có xe, cũng có cái gì cũng có sẵn sàng hết, nên đừng bao giờ mà so sánh với Việt Nam. Việt Nam mình mới bắt đầu đi lên thôi, Việt Nam mình mới bắt đầu đi lên thôi, đừng bao giờ mà so sánh được. Rồi khi mà mấy bạn vô đây, mấy bạn bình luận ở đây, đây là một cái diễn đàn để lên đây nói chuyện thôi, mà mấy bạn lên mấy bạn bình luận, ông Hồ cũng đã chết lâu rồi, mình nói cho mấy bạn nghe, mấy bạn phải dẫn cái lỗ tai lên mấy bạn nghe đi, ông Hồ cũng chết lâu lắm rồi mà ông cũng lớn tuổi nữa, cứ lôi ông ra mà chửi thô tục, chửi máu này máu nọ, cái đó đâu có nên đâu, cái đó mà hại cái miệng của mấy bạn nữa. Mấy bạn ngu quá à, mình không phải mình nói gì đó, mấy bạn lớn rồi, mấy bạn mình cứ đi theo cái phong trào là đó, chửi đâu có nên đâu, ổng cũng là ổng, mấy bạn á, nếu mà mấy bạn biết tiếng Anh á, mấy bạn vô trong Google hoặc là mấy bạn vô YouTube á, Mỹ nước ngoài nó cũng là thần tượng ổng lắm, nó rất là thần tượng ổng, ổng cũng là một vị lãnh tụ, đường lối ổng đi đúng, nhưng mà cái người chỉ đạo sau này người ta đi không đúng thôi, mấy bạn coi kỹ lại đi, rồi mấy bạn thẳng đứng với hàng bảy mấy bạn sủa. Cái này là mình nói sự thật. Chào Đặng Hải. Cái vấn đề ở đây, cái vấn đề ở đây là anh biết là họ nghĩa là họ dùng cái đó, họ kích động, ví dụ chẳng hạn họ vô diễn đàn của Dương, họ dùng cái đó họ kích động xem mình phản ứng ra sao. Nhưng thật sự ra Dương nói anh là riêng bản thân Dương họ cũng chửi sao không được, thật ra cái người đã khuất rồi, đúng không? Đúng rồi. Mình không nói lên cũng không được điều gì đã. Và bản thân Dương nó thật sự một khi một con người nói ra cái đó thì Dương chỉ khinh rồi, mà đã khinh thì Dương không muốn nói tới rồi. Đó. Nên mình không hiểu là họ dùng để gì, để làm gì, nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Mấy bạn nghĩ thì thí dụ đi nè, mấy bạn ba má mấy bạn chết đi, tôi nói thí dụ đi, mấy bạn ba má mấy bạn chết đi, rồi tôi lôi ba má mấy bạn ra tôi nói này nữa nọ, mấy bạn có thấy cái tốt không? Cũng đâu có tốt, đúng không? Còn đây là nếu mà ổng không có là người được người ta, ổng không có được đường lối ổng đi, ổng cái chính sách của ổng đi là đúng, nhưng mà cái người sau này cái được cho những người lính sau này họ làm sai thì đâu có do mình được chửi người ta, lôi người ta chửi như vậy được. Ok, lôi người ta đi xuống chửi. Nhưng mà mấy bạn ở bên này á, thì trước 43 năm rồi, mình cảm thấy nếu mà nói về hận thù á, chính ra mình là người hận thù nè, tại sao mình không hận thù mấy bạn? Giải phóng vô mình cũng có cả chục tuổi thôi chứ nhiêu, mà mình cũng phải, gia đình mình cũng phải bị đuổi đi kinh tế mới, rồi cũng bị lấy nhà, tại sao mình không thù? Tụi mình đã qua bên nước Mỹ này, qua đây được rồi, tưởng mấy bạn là open mind, tưởng là mấy bạn suy nghĩ được, mà thấy mấy bạn cứ vậy hoài à. Mỹ nó nói là the same shit different day, là có nghĩa là một ngày cũng là cái chuyện đó, mà cứ ngày cũng cùng một cái chuyện đó, mà là mỗi ngày nó khác nhau thôi, mỗi ngày khác nhau cũng là cái chuyện đó, vậy dẫn ra cái cứ lấy ra hoài để nói nghe nó biết nó buồn cười quá. Còn mấy bạn không có đi việc làm á, cứ tối ngày ăn trợ cấp á, thì đi ra ngoài trồng rau hay gì thế mà, hay cái gì đó làm kiếm tiền thêm, chứ rảnh quá à. Cứ ngồi cứ bàn phím không à, bàn phím là lỡ nó chát ra được đó. Mấy bạn có nghĩ cả đời mấy bạn sẽ không về Việt Nam không? Mấy bạn sẽ không về Việt Nam không? Tôi á, cảm thấy á, đừng có nói rồi mấy bạn không về Việt Nam, thời buổi này nó rất là tân tiến, nó chát ra được hết á. Bắt mấy bạn đừng nghĩ là lấy nick giả hay gì á, nó bắt thí dụ nè, để tôi giải thích cho mấy bạn nghe nè, nó bắt được cái người ở trong cái group của mấy bạn á, trong cái group của mấy bạn thế nào mấy bạn kết bạn trong cái nick đó, sẽ kết bạn người này người nọ, người A cái lọ cái chai, người A người B, nó bắt được thằng B
nó bắt thằng B khai qua thằng C, thằng C khai qua thằng A, A khai qua rốt cuộc cũng sẽ khai qua tới bạn vậy đó. Tôi làm trong người lính tôi biết mà. Chẳng nó sẽ làm nó sẽ làm y chang như bên Mỹ vậy đó. Trong một cái group, ví dụ như trong cái Facebook của bạn này, có kết bạn, có nhiều bạn, nó chốt là nó không bắt bạn, nó không chưa biết bạn gì, nó sẽ bắt thằng kia ra, rốt cuộc nó cũng ra bạn thôi à. Rồi bạn sẽ vô cái blacklist, sẽ không về Việt Nam được. Bạn nghĩ suốt đời mà không về Việt Nam không? Bắt buộc phải có. Thí dụ như đừng nói ai không có mà gia đình ở Việt Nam, phải có gia đình ở Việt Nam đúng không? Dạ đúng rồi. Phải có gia đình ở Việt Nam. Lỡ thí dụ như là cái gia đình ở Việt Nam, gia đình thân của mình ở Việt Nam bị cái này cái nọ, rồi phải chạy đi về, bạn phải về thăm. Tại sao mình cái miệng mình lại hại cái thân? Gió miệng không à? Được cái gì? Đâu được gì đâu. Rồi mấy bạn cứ nói là tôi đội nón này á, ra ngoài đường là nó bắn bỏ mẹ. Tôi vô nhà hàng Mỹ đâu ai bắn. Giờ tôi đi ra ngoài tiệm Home Depot nó lắp, ra ngoài khu Việt Nam đâu ra, tôi đi mua đồ nó ai động đụng tới tôi. Tự vì sao? Ở bên nước Mỹ này cái gì cũng tự do đúng không? Mấy bạn đâu phải là ba má tôi đâu, cấm đón tôi đâu, không được làm cái chuyện này. Đủ mày, mày đổi nón ra đi, mày gặp tao tao quýnh mày chết mẹ mày. Cũng bàn phím mà mày, cả khi mà gặp tôi mấy bạn có dám quýnh hay không? Tôi nói thẳng luôn á, có dám quýnh hay không? Từ cái nón này tôi mua. Cái nón này tôi mua trên đất Mỹ, tôi đóng thuế ở trên đất Mỹ. Cứ hỏi là gọi là tôi mày tôi đổi cái nón này gọi là tôi là thằng cộng sản, thằng bưng bô. Đúng không? Mà còn mấy bạn đi ra ngoài đó mấy bữa tôi ở gần San Francisco nè. Tôi ở giữa San Francisco, giữa San Jose với San Francisco. San Francisco thì cái tòa đại sứ Việt Nam ở ngoài đó. Mỗi lần mà có người nào Mỹ qua đây, cái người Việt Nam qua đây, người lớn nào qua đây trong đó là lên cái đảo. Có ai bắt mấy bạn đâu. Đó có ai quýnh mấy bạn đâu, có ai hâm đù giết mấy bạn đâu. Tôi đây cái tự nhiên rồi hâm tôi. Đúng không? Cái đó mấy bạn ba lát ba xào, cái đó mình... Cái này mình không phải là mình khiêu khích mấy bạn hay gì đó. Mình chỉ muốn dẫn chứng là mấy cái đúng và cái sai. Mấy bạn rất là buồn cười. Mấy bạn rất là buồn cười. Mình dẫn chứng cái đó là cái đúng là cái sai thôi. Mình lên trên diễn đàn này, mình không bao giờ... Những mình biết, mình mới nói. Còn mình không biết, mình sẽ không nói. Tại vì mình nói là nói sự thật thôi. Thật. Dạ, đúng rồi anh. Mình nên lên đây mình nói sai một cái là cả hàng triệu 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 người họ sẽ nói mình là ô cái thằng này sầm lờ không biết gì lên nói chuyện bà lắp bà sầm, đúng không? Còn cái này mình muốn dẫn chứng rõ ràng, khi mà mấy bạn đi ra ngoài chỗ cái tòa đại sứ Việt Nam ngoài đó, mấy bạn cầm cái lá cờ ba sọc với cái muốn đẩy lên cái lá cờ đỏ sao vàng, muốn giật cái lá cờ đỏ sao vàng xuống, cảnh sát cũng đâu bắt mấy bạn đâu, thấy chưa? Còn người ta cũng đâu nói gì đâu. Miễn sao mấy bạn đừng có đụng chạm tới da thịt của người ta hay là phá phách những cái đồ vật thôi. Cái luật Mỹ là như vậy, được tự do. Thì tôi muốn chứng tỏ ra đó, cái nón này tôi mua ở bên Mỹ. Mấy bạn cứ nói, mấy bạn cứ chửi tôi. Mấy bạn cứ chửi tôi nói là ô cái thằng này đủ má mày bưng bô cho cộng sản. Mày đội cái nón này mày ra đi, mày gặp tao đâu, khu Việt Nam tao bắn mày chết mẹ. Tôi đi ra khu Việt Nam thường, tôi cũng đội vậy, có ai đụng tôi. Tôi không phải bưng bô, tôi ở Mỹ 24/24. Không thể nào mà nói là gọi là tôi bưng bô hay là cái gì đó. Cái đó là sở thích của mỗi người. Tôi nói một lần nữa, ba má tôi chết rồi. Ba má tôi trên đời tôi chỉ nghe có hai người, ba má tôi với là chị hai tôi thôi. Nhưng mà bà chị hai tôi ở Việt Nam. Đó, tôi không nghe ai hết á. Đừng bao giờ mà ra lệnh tôi. Mấy bạn hiểu không? Mấy ngày tôi gọi là xưng lên mấy ngày luôn. Mấy ngày ba que nghe rõ không? Tôi không có bàn phím đâu. Đụng mà tôi, đụng mà đưa ra chiến trường, tôi bị đụng lũng là trên đầu tôi hai lần rồi, tôi cũng khùng khùng đó rồi. Tôi rất là khùng, tôi khùng, tôi có giấy tờ luôn á. Khùng có giấy chứng nhận á. Dạ. Còn mà lên đây cái gì cũng vậy, với cái diễn đàn của người ta, trong cái diễn đàn khác, cái chỗ mà diễn đàn, ví dụ như cái diễn đàn của bé Ngọc Nhiên á, bé đó chửi thầy hay là cái đó, vô đó chửi thầy chung không sao. Còn cái diễn đàn, cái chỗ diễn đàn này là cái diễn đàn của thằng Bình Dương. Có bao giờ nó chửi thề gì đâu. Vô đây cũng môi cái miệng ra đủ, cũng là xe tăng lũ đạn gì của đàn bà, đàn ông, con cày, con cái lờ, cái lọ, cái chai, cái gì cũng móc ra hết. Trời ơi trời. Còn cái người mà trong khi đó, anh biết là khi dựng live stream
Thật sự là Dương đã nói rồi, tất cả các anh chị ở hải ngoại Dương đều tôn trọng, dù các anh chị là ở bên nào cũng như thế. Đó là quan điểm của mọi người, đúng không anh? Đúng rồi. Dương còn ở trên đây là trên phương diện là mình là người Việt Nam, mình nói tiếng Việt, thì lên đây mình chia sẻ được gì chia sẻ, cảm thấy đúng, thích không chia sẻ. Chứ còn không cần thiết phải chửi để làm gì. Ở đây em nói rất là rõ quan điểm của em. Đương nhiên em sống trên cái đất nước Việt Nam, và hiện tại là đảng Cộng sản, đúng không? Thì em vẫn tuân theo đảng Cộng sản, còn các anh chị tuân theo như ở đâu, đó là quyền cá nhân của mọi người. Đúng, không, đúng em, rồi, em, ở đâu? Đúng rồi. Chính xác. Em cũng không chỉ trích, em cũng không đả phá gì hết, thì các anh chị cũng vậy, đúng không? Không cần nhất thiết phải đúng chửi gì ở đây hôm nay, tại vì không giải quyết được vấn đề gì hết á. Cứ vô, thí dụ như nè, nói vô, thí dụ mình vô mình nói chuyện để cho cái lò cái chuyện đó là để phân tích cho hai bên rõ. Thí dụ như mấy người, mấy anh chị ba qua bên này nè, tôi không biết ai là tên gì hết, nhưng mà tôi chỉ nói chung ra là nếu mà chống đối thì nói gọi nghe Việt Nam nói ba qua thì tôi nói ba qua thôi, chứ tôi không biết gọi là gì đây. Thí dụ như bên Mỹ này, mấy anh chị có những cái gì hay, có những cái sáng kiến gì, có gì những học hỏi gì bên này được thì chia sẻ được với lại bé, với thằng em Bình Dương. Còn Bình Dương nó biết cái gì ở bên Việt Nam thì mình chia sẻ qua chia sẻ lại, tại vì mình hai bên một hai cái thế giới nó khác nhau, đúng không? Hiện bây giờ đó là ở bên Mỹ này là 10 giờ sáng, còn bên Việt Nam là buổi tối đó, thì hai cái đất nước nó khác nhau, thì bên này nó có cái gì hay, cái gì tân tiến. Ví dụ như này, ở đây là đang trường ở đại học nè đó, nó có những chiếc xe đạp đậu ở đây đó, ai không muốn đi bộ thì bỏ tiền vô lấy ra để đi, có đi xe đạp xong đi tới chỗ khác để đậu xe đạp chỗ khác, thấy không? Đó tôi đó đó, đây là trường đại học của San Jose Community College nè. đó tôi muốn dẫn chứng cho mấy bạn đó, mấy bạn thấy không? Đó rồi, đây là xe bus nè, đó ví dụ như vậy, mình cho người ta biết những cái mà tân tiến được ở bên Mỹ, hay là cái cho Việt Nam chưa có thì Việt Nam sẽ học hỏi nè. Thí dụ như nè, nè ai nói bên Mỹ là cái gì, bên Mỹ cũng có xe gì nè, cũng xe mô tô với xe đó, xe gì đó hai bánh đó, xe SH, đúng không? Đó thì bia đó, ra thì cũng đó, mình chia sẻ nhau để cho biết như vậy thôi. Chứ tại sao mình lên trên này là mình phải tụ mẹ mày bưng vô mẹ mày mà Hồ Chí Minh cố là cái này kia, tại sao mình phải như vậy? Đừng có bỏ trong người mình anger quá, mình đừng có giận dỗi quá trong người, con người mình nó xấu đi. Ok, anh bảo chèm chút. Tại vì anh Dương nói à, có nghĩa là lên đây mình chia sẻ nhau, đúng không? Dù đã ở chiến tuyến nào, dù lên chia sẻ được thì chia sẻ. Mà em không hiểu tại vì sao khi lên nói được một hai câu với nhau là bắt đầu quay qua chửi rồi. Mà luôn luôn nói là mình là người có văn hóa, mình là ở một đất nước tiên tiến. Thật sự ở trên đây em nói rõ là đôi lúc, nhiều khi em nói đôi lúc sợ đụng chạm đến các cô chú bác, những người đi theo Việt Nam Cộng Hòa, mình sợ đụng chạm. Nhưng tại vì có những cái thành phần họ núp trong đó, nên thành ra cuối cùng mình không phân biệt được đâu là thật, đúng, đâu là giả. Nên đôi lúc mình khi nói lên một cái lời Dương cũng rất sợ. Tại vì các cô chú bác kia, những người lớn tuổi, nhiều khi nói thì cô chú vô tình nghe thôi, thì nghĩ là tại sao người dân Việt Nam lại, người Việt Nam mình lại kỳ thị những người như vậy, thì lại cũng là một, mang một cái tiếng nó không hay đó. Nhưng mà anh thấy là anh vô tình lên like, anh thấy rồi, gần như là kể cả mình đi những cái room khác cũng vậy, khi vào được nói một hai câu chửi thằng này bung bơ, thằng này là bò đỏ đó, anh thấy. Mà nói như vậy để làm gì? Người ta bò đỏ hay là chuyện đó là cái quan điểm cá nhân của người ta. Tao để mình không thích thì chuyện của mình. Thí dụ là mình nói giải thích cho mấy anh chàng ở bên nước Mỹ này giống như mình nè, ok. Là bây thôi giờ mình nói lịch sự đi, những người anh chàng tôi không biết người vô bình luận đây có phải là ba que hay bốn que, cái câu đó thì tôi nói hơi đấm đũa cả đấm tôi, cái đó hơi mất dạy. Cái này tôi lịch sự tôi nói là những người Việt kiều giống như tôi là ở bên này có lên đây chống đối thì cứ suy nghĩ cái này nè, mấy bạn giống như mình nè, giống như tôi nè, cho nó Mỹ này, tôi cũng phải đi theo luật lệ, đi theo cái nước Mỹ, theo cái chế độ Mỹ, đúng không? Đi theo cái chế độ bên Mỹ. Còn ở Việt Nam, ở đâu người ta ở bên Việt Nam, người ta theo chế độ của Cộng sản, người ta phải đi theo thôi, chứ không lẽ bây giờ người ta đi theo Cộng hòa đâu có được. Theo cái nước, ví dụ như bây giờ ở bên nước Việt Nam, cái lá cờ đỏ sao vàng nó đã được chính phủ trên toàn thế giới nó chấp nhận cái lá cờ đó, mà không lẽ bây giờ lại đi bắt người ta đi treo cái lá cờ ba sọc là đâu có được mấy bạn. Cái đó là sự độc tài, phát xít nó đã qua rồi mấy bạn,
mấy bạn hiểu không? Mấy bạn tự nhiên thí dụ như bây giờ mấy bạn đi thí dụ như bên Mỹ nè, tự nhiên mấy bạn cầm cái lá cờ đỏ sao vàng hay lá cờ khác mà đi vòng, mấy thằng Mỹ kỳ thị nó thấy nó cũng đè ra nó đập mấy bạn à, đúng không? Mình nói đúng không? Dạ đúng anh. Ở Việt Nam còn cái mà ví dụ như ở bên Việt Nam thì người ta phải đi tuân thủ theo cái chính quyền của Việt Nam thôi, mà cứ nói là bưng bô thì bên Việt Nam là cộng sản là phải, người ta phải đi theo cộng sản chứ không lẽ giờ ta bắt đi theo cái gì mà cứ chửi người ta là bưng bô, là không lẽ giờ mấy bạn đi về Việt Nam chơi rồi mấy bạn ở bên đó một tháng, vậy là tôi ở bên Mỹ này tôi thấy mấy bạn bển là tôi cũng chửi mấy bạn là đụng mẹ mày bưng bô, đúng không? Ví dụ như mấy Việt kiều chứ đi về Việt Nam chơi một tháng hai tháng đi, mấy thằng thất nghiệp hay mấy thằng thất nghiệp á ở bên này tối ngày đi cứ la cà về Việt Nam đi chơi gái rồi này nọ đó, ở bên đó đó một tháng hay là mấy tháng, vậy thì tôi thấy ở bển ô mày về bên vậy là mày đi bưng bô nha, đó vài bữa chắc tôi phải bắt trước mấy người ở bên này vậy đó, đúng không? Nếu mà nghe vậy thứ mà người ta nói người ta chửi mấy bạn vậy, mấy bạn có thích không? Đâu có thích đâu, không thích đâu, đúng không? Bảo đảm là sẽ không thích, bảo đảm là sẽ không thích. Thì đó, nên ở trên cái diễn đàn này, kể cả nó thật khi nói về mình quan tâm tới chính trị là một cái điều tốt, nhưng còn làm chính trị đó là một cái việc khác nữa. Chứ quên chuyện chính trị, đừng bao giờ nói chuyện chính trị. Ở đúng đây rồi. Mình nói là văn hóa với lại cái những cái mà tiếp đón với nhau là mình hiểu biết những chuyện gì về tân tiến của nước, để cho học hỏi, giao lưu với nhau hai bên để học hỏi, chứ đừng bao giờ nói chuyện chính trị. Chính trị là sẽ không bao giờ mà nói kéo xong hết được câu chuyện. Không bao giờ, tại vì ở đây trên phương diện là mình một cái live stream, mình chia sẻ những cái cuộc sống của bên anh. Ví dụ anh nói là anh cũng mong rằng người dân Việt Nam được làm sao được một phần nào của bên Mỹ để hưởng được những cái gì bên Mỹ, giống như anh đang sống đó, một cách chia sẻ đúng không? Còn ví dụ như ở Việt Nam anh cần, ví dụ như bây giờ chẳng hạn anh nói Dương ơi, em ở là thế hệ trẻ đúng không, em phải cố gắng làm sao để em tiếp cận được những cái gì tiên tiến của những cái nước như bên anh đang ở đó, có nghĩa là anh em mình chia sẻ những cái thông tin, những cái kiến thức mà giữa một trời một vực với nhau để người ta dung hòa, ít không dung hòa thì người ta cũng hiểu biết về bên một cái thế giới văn minh họ ra sao, đó cũng là một cái kiến thức hay vậy. Nhưng mà mọi người không làm điều đó, không làm điều đó, cứ gặp nhau là cứ lên đó, giống như là lên thằng này bò đỏ lên đó, bắt đầu là dư luận viên, cái thứ hai nữa là bưng bô chứ vậy đâu làm được cái gì đâu mà nói là để làm gì, đúng không? Nên ở đây em mới nói là em đã từng là em phân tích, em nói là em thật sự là khi lên nói về một cái đề tài bao que em rất là ngại là mình nói bao gồm hết tất cả các, đôi lúc vô tình mình giảm đến các cô chú bác kia, thì vô tình những người đó người ta không nghĩ gì, nhưng mà người ta lại nhìn cái câu chửi mình, ta nghĩ là tại sao người trong Việt Nam lại bây giờ lại kỳ thị lại, thì nó lại gọi là nó mang một cái tiếng nữa. Tại vì người mình nghĩ những người mà bạn Việt kiều ở bên này, cái lòng của họ cũng vẫn tốt, nhưng mà tự nhiên người ta nghe một cái số ở trên đài rồi xúi dục nói chuyện tầm bậy tầm bạ, rồi cứ người ta bị brainwash á, bị cái kiểu mà bị cái đầu của người ta nó cứ bị kích dục, xúi dục nói là này nọ đó, rồi rút cuộc cái nghe theo rồi bậy bạ theo thôi, chứ thiệt ra là người ta cũng vẫn có cái lòng tốt hướng về cho dân Việt Nam, tự nhiên người ta vẫn còn gia đình ở Việt Nam mà làm sao người ta bỏ được Việt Nam được, bất cứ ai cũng vậy thôi, cũng phải còn gia đình ở Việt Nam, mình sinh ở đâu mình cho dù mình qua hôm nay thì cũng còn cái cậu cái mợ hay là của em gì bạn rồi cũng còn gia đình, nên không có cách nào mà người ta bỏ được cái bên đất nước Việt Nam được. Nhưng mà người ta tự nhiên người ta bị cái trong cái lòng của người ta đó, cái đầu của người ta đó hơi cái kiểu mà còn hơi là hơi bảo thủ quá đó, cứ nghe cái một chiều không à, người ta không có nhắm được tới chiều thứ hai. Rồi người ta cứ nghe cái đồ ồ cộng sản lúc nào cũng giống như là hôm qua cái một cái người gì bên Benny Trương nó nói chuyện buồn cười, lúc này Việt Nam á là con nít bị chết đầy đường, đúng tôi coi tôi cũng thấy gì đó, con nít chết đầy đường, nhưng mà tại vì mấy người nạo thai đó xong dục mấy xác đứa con nít ở ngoài đường đầy á đó, xong rồi giờ vẽ thêm vẽ dòng rã rắn lên đó là con nít chết đói bị chết đầy đường, cái đó là nói chuyện cái đó hơi overreact á, Mỹ nó gọi là overreact, có nghĩa là giống như là thêm lọ thêm nước màu nước miếng nhiều quá, cái gì mình nói cho nó đúng để cho chúng ta học hỏi được với nhau.
đó, cái gọi là nói thêm mắm dặm muối đó là cũng một cách. Ví dụ một người thì thấy chỉ người kia, người ta nói là mặc áo xúc chỉ thôi, nhưng mà tới qua tay người kia nói người kia mặc áo mặc cái quần rách hết một đoạn à,